Hello, chào mừng tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của Sơn Sàm TV. Rồi, ok, lại là tin nóng tin hot, chuyên mục mỗi ngày một câu chuyện. Cùng bà Tám với Sơn Sàm TV. Rồi, ok. Kính thưa quý vị, mở đầu cái bản tin ngày hôm nay, xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe một ca khúc. Đã bao lâu rồi không về miền Trung thăm người em. Nắng mưa đêm ngày cách trở giờ xa xôi đôi đường. Người ơi, có về miền quê hương Thủy Dương nước chảy còn vương bao đêm thương. Cho nhắn đổi lời dấu xa muôn trùng, tôi vẫn còn thương sao là thương. Nhớ ai xuôi thuyền bên ngự đẹp trắng soi đêm trường. Và nhớ tiếng hò ngoài vẫn lâu, chiều nào ước hẹn thề duyên nhau dài lâu. Xa rồi còn đâu, em ơi chờ anh về. Dù cho năm tháng xóa mờ thương nhớ, đêm nào chẳng thề đã vàng ước hẹn đẹp lòng người đi. Em biết chăng em đã bao thu rồi, vẫn lạnh lòng trái đi ngang phương. Mỗi khi sương chiều xóa nhòa phồn hoa nơi phố phường. Người ơi, nếu còn vắng trăng soi dòng hương núi, người còn thong reo chiều buồn, tôi vẫn còn thương. Người ơi, nếu còn vắng trăng soi dòng hương núi, người còn thong reo chiều buồn, tôi vẫn còn thương. Ok, cảm ơn tất cả quý vị và các bạn rất là nhiều. Rồi, người hỏi, nếu còn vầng trăng soi dòng hương núi, ngự còn thông reo chiều buông, tôi vẫn còn thương. Ok, đó là bài hát thương về miền Trung. Và kính thưa quý vị, bản thân của Sơn Sàm cũng là một người dân miền Trung nha. Đó, một người dân miền Trung. Rồi, ok. Và cái bản tin ngày hôm nay, cái bản tin ngày hôm nay lại là một cái bản tin liên quan đến cái vấn đề từ thiện miền Trung của nữ ca sĩ Thủy Tiên đó. Thì mở đầu cái bản tin ngày hôm nay nè, chưa hết, chưa gì hết là đề bài vô một cái là tôi xin phép được thay mặt bà con miền Trung. Đó, những cái người bị ảnh hưởng lũ lụt vừa qua, thay mặt bà con miền Trung gửi lời cảm ơn đến Thủy Tiên nha. Gửi lời cảm ơn trước đi, đó rồi sau đó nói gì nói. Đó, thấy không? Đó, tôi thay mặt bà con cảm ơn Thủy Tiên trước kìa. Đó, rồi ai nói gì nói, đúng không? Rồi, bây giờ bắt đầu vô cái bản tin. Đó, cái bản tin là gì? Kính thưa quý vị, những ngày gần đây đó, có những cái vụ lùm xùm từ thiện trên mạng thì dân mạng đã bắt đầu là đào ra, đào lại cái vụ lùm xùm của Thủy Tiên. Thì ok, cái vấn đề này thì cũng đã lâu rồi và Thủy Tiên cũng đã lên tiếng trình bày đó, và cũng đã giải trình có tất cả những cái hồ sơ sao kê đồ các kiểu. Nhưng mà hình như là đang dính mấy cái vụ này cái sẵn là mới lôi thêm ra đó. Và có một cái nghịch lý là gì? Nghe đồn thấy Thủy Tiên, đó, thấy Thủy Tiên xây cái nhà mấy chục tỷ thì tự nhiên lại bươi ra. Cái dân mạng lại đào vô là kêu là tiền ở đâu mà xây dữ vậy? Phải chăng là ăn chặn từ thiện đồ các kiểu? Hay da, cái này thì mình cũng thấy hơi mệt mỏi ha bà con ha. Đúng. Đúng là sức mạnh của cộng đồng mạng là một cái sức mạnh rất là dữ dội. Đó, một cái sức mạnh là không ai có thể là phủ nhận được. Nhưng mà mình tùy theo cái nha. Rồi, thì chính vì cái vụ này có một vài cá nhân nào đó, một vài cá nhân nào đó là muốn nói rằng là gì, có đầy đủ bằng chứng trong tay về cái vụ ăn chặn từ thiện của Thủy Tiên, và Thủy Tiên đã chính thức là gì, yêu cầu cái người đó khởi kiện giùm luôn đi, hãy khởi kiện đi để Thủy Tiên biết người đó là ai,
chứ cứ che mặt che mày rồi che tên che tuổi đó, núp trong bóng tối không à, đúng không? À thì mới đây trên báo đã có đăng cái bài này đó. Tôi nói cái gì là báo đăng tôi mới nói nha. Đó, báo đã chính thức đưa tin, South Star đã có đưa tin là gì, Thủy Tiên đáp trả cái vụ bị vu khống là xây nhà 80 tỷ tiền mình chứ có xài tiền của mấy bạn đâu mà mấy bạn sân si. Rồi ok, sau khi bị tố lương lẹo nè, Thủy Tiên cũng đăng đàn giải thích mọi sự việc. Trưa ngày 13 tháng 6, Thủy Tiên đăng đàn bày tỏ bức xúc về vụ việc bị tố lương lẹo vì từng tuyên bố chỉ sửa nhà nhưng sau đó lại đập toàn bộ đi xây lại. Ý người ta nói sửa nhà thôi, giờ thấy người ta xây đó là mới nói ủa tiền đâu mà xây, đâm ra mới bươi móc ra là kêu người ta là đi ăn chặn từ thiện, đúng không? Rồi, nữ ca sĩ bức xúc nè, mình đọc tin này mà mình bật cười. Tự nhiên mình định sửa nhà nhưng lúc thợ khoan gia cố móng thì nó sập tường luôn, chút xíu nữa là chết người, buộc lòng phải tháo dỡ xây mới luôn tránh nguy hiểm, xong cái mình bị nói là mình lương lẹo. Đó, sự cố xây dựng đời tư cá nhân bất ngờ đó, không lẽ đụng một chút là phải trình báo ngay cho mấy bạn đi núp đi chụp trộm biết trước thì mới gọi là sống ngay thẳng hay sao, trong khi mình xài tiền của mình chứ xài tiền của mấy bạn đâu. Đó, Thủy Tiên cho biết. Chưa dừng lại ở đó, Thủy Tiên cũng bày tỏ sự bức xúc khi bị anti-fan bịa đặt là đôn giá xây nhà của cô lên. Đó, đôn cái giá lên. Hợp đồng xây nhà có 3 tỷ 2 à, mà các bạn bịa ra nói là xây 80 tỷ. Trời ơi. Thôi rồi, đây. Không lẽ 3 tỷ 2 thì em không có tiền hả? Tiền của em cũng có thể làm ra được mà. Thật ra giá làm cao hơn, mà tại vì quý tụi em cho nên nhà thầu mới giảm xuống lấy 3 tỷ 2 thôi. Để minh chứng cho gia đình cô dễ dàng có được số tiền khủng đó, cô cũng tiết lộ luôn đó, công Vinh kiếm được tiền trong 10 năm đi đá bóng là khoảng 50 tỷ đó, chưa kể là buôn bán bất động sản nên thừa sức thừa khả năng xây cái nhà cỡ này đó, thừa sức đi từ thiện giúp đỡ người nghèo. Cuối cùng Thủy Tiên cũng lên tiếng về việc bị tố ăn chặn 178 tỷ tiền từ thiện. Hôm rồi có bạn nào làm đơn kiện mình ăn chặn 178 tỷ tiền từ thiện. À, mình cũng muốn bạn kiện đi. Cứ kiện đi để mình còn biết được bạn là ai. Mình có đủ giấy tờ bằng chứng nên mình không sợ ai hết. Chứ mình ngoài sáng, còn các bạn ở trong tối cứ che tên, che tuổi, lén lén lút lút hại người nên mình tò mò muốn biết lắm. Cứ kiện đi. Ok. Rồi, nên cũng đã cung cấp cho luật sư thông tin để chuẩn bị gặp người kiện. Nhưng luật sư bảo là trừ khi một cá nhân đi lừa đảo tiền có ký giấy tờ văn bản nhận tiền của bị hại đầy đủ bằng chứng, dụ dỗ bị hại bằng tin nhắn hay ghi âm thì lúc đó mới kiện được. Chứ tự nhiên không quen biết gì nhau mà thấy không vui rồi đi kiện người ta không chứng cứ thì cơ quan nào mà tiếp nhận hồ sơ. Đó, nói thẳng ra để mọi người yêu thương mình yên tâm và đừng có lo lắng gì nữa. Thấy mọi người nhắn tin lo lắng cho mình thật là thương lắm. Mình sống trong nghề hơn 15 năm, bị chửi bịa đặt vu khống cũng cả chục năm rồi chứ có ít gì đâu. Mình quá quen rồi, mình sống minh bạch không khuất tất gì hết, cho nên mình chẳng việc gì phải sợ, nói thẳng hay trốn tránh ai việc gì. Đó, Thủy Tiên cho biết ha. Rồi, thì sự việc này nó xuất phát như thế này là trước đó hôm ngày 12 tháng 6 trên một số diễn đàn xã hội xuất hiện cái bài là đặt nghi vấn chuyện tài chính của gia đình Công Viên và Thủy Tinh, Công Vinh và Thủy Tiên. Cụ thể là bài đăng có chia sẻ những hình ảnh được cho là căn nhà mà vợ chồng Thủy Tiên với Công Vinh vừa sửa xong. Ở trong bài đăng nó ghi là mới tháng 3 năm ngoái, chị kêu công ty đang gặp khó khăn chồng chất, thế mà sau một mùa lũ, chị với anh Vinh bỏ cả xô chậu công việc đi miền Trung cứu trợ, mà nay khác quá, có tiền xây nhà. Chưa dừng lại ở đó, người này cũng đặt ra nghi vấn Thủy Tiên từng tuyên bố chỉ sửa nhưng lại đập toàn bộ căn nhà đi xây lại, khiến dân mạng không ngừng tranh cãi. Hay da, đúng là mệt ha, đúng là mệt netizen ha mọi người. Tôi thì cũng yêu quý mọi người lắm đó, nhưng mà có một số cái bình luận trên mạng mọi người, có một số bình luận mà tay nhanh hơn não, có những người mà gọi là ăn cơm nhà mà vắt tù và hàng tổng. Ông bà mình nói một câu là gì, bớt nói đi cho đầu bớt thẹo. À, vì lời nói chẳng mất tiền mua mà lựa lời, mà nói cho lòi tiền ra. Uống lưỡi 7 lần trước khi nói đó. Rồi,
Thì không biết là những cái anti fan này đặt điều như thế nào, cho riêng góc độ của tôi thấy nó quá bình thường. Người ta sửa nhà, người ta xây nhà là cũng chuyện bình thường. Đó, Công Vinh có đi đá bóng rồi một kiếm được bao nhiêu tiền, được kinh doanh này kia, người ta xây cái nhà 2-3 tỷ không đủ tiền hay sao? Thấy người ta xây nhà là nói là người ta này nọ. Không lẽ bây giờ bà Hằng mới làm từ thiện? Đó, cứ vậy cứ thấy người ta giàu vậy là kêu là người ta làm gì mờ ám. Tại sao mình không nghĩ là người ta giàu là do người ta phấn đấu nỗ lực, đúng không? À, bởi vậy mấy cái anti fan này, tôi nói thiệt nha, đọc truyện cổ tích nhiều quá rồi bị nhiễm á. Rồi, ok. Như thế này nè. Theo như góc độ của tôi nha, theo như góc độ của tôi, nữ ca sĩ Thủy Tiên trong cái mùa dịch vừa qua đó là quá ok rồi. Đó. Thấy là một cái thân gái dậm trường nè, một ca sĩ nè, đó mà quý vị thấy không? Dãi nắng dầm mưa đó mà cái nước cái mùa lũ biết rồi, nó ghẻ lở nữa mà chưa nói nguy cơ là gì. Đó, nguy cơ là tai nạn chết đuối, rất là nhiều nguy hiểm rập rình. Đó mà Thủy Tiên đã đi tận vùng sâu vùng xa, nó trao tận tay những cái đồng tiền cho những cái gia đình mà không còn nhà, không còn cửa. Mặc dù theo tôi là nếu có nha, nếu có những cái sai sót, nếu có những cái sai sót là trong vấn đề quản lý về tiền bạc, tại vì tiền đổ gì nhiều quá cho nên đôi lúc cũng phải sai sót thôi. Đó, như mình đi bản thân thấy không? Bây giờ 5 triệu, 10 triệu đây mà tôi đi chợ tôi tính còn nhức đầu đây, đừng nói mấy trăm tỷ, đúng không? Tôi ghi cái gì, mua gì, là cứ đi mua cái đám giỗ thôi đó. Tôi đi đám giỗ mà, nhà tôi đám giỗ mà tôi đi chợ tôi mua có mấy triệu bạc đó mà tôi về tôi nhức đầu đó. Đừng nói mấy trăm tỷ. Đó, âu rằng, đó, âu rằng nó có cái sai sót nhưng mà phải chấp nhận được. Đó, còn tại vì trong cái thời gian vừa qua thì nó lùm xùm cái vụ từ thiện rất là nhiều. Đó, cho nên đó, mình cũng phải thông cảm. À, ở đây không nói vấn đề từ thiện là có một số nhỏ nha, chứ không phải là không có, vẫn có một số hiện tượng là cò từ thiện, nó cò từ thiện đó. Cái cò từ thiện thì tôi không nói tới rồi đó. Còn những người làm từ thiện có tâm có tầm thì tôi không nói đó, nhưng mà riêng Thủy Tiên tôi ủng hộ đó, thấy không? Rồi, có gì đâu, có gì đâu mà đi soi mói người ta như thế đó. Thủy Tiên cũng đã lên tiếng rồi, xác nhận kiện thì cứ kiện đi đó. Mà hiện tại có rất là nhiều người dạng như là gấp lửa bỏ tay người nha, ném đá giấu tay nha, đi kiện đi đồ, mà tại sao không nói thẳng là cái danh tính tôi là ai, tôi muốn kiện, mà cứ đi là che tên che tuổi rồi đăng lên những cái group, những cái nhóm mà để không biết là ai, những cái nick ảo này nọ, trời ơi, đúng không? Rồi, ok, cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Đó, tôi là tôi ủng hộ, và vừa rồi là cái chính phủ cũng đã đưa ra một cái nghị định rồi, đó, đưa ra một cái thông tư rồi, có nghĩa là kể từ đây là những cái cá nhân mà này nọ đi quyên góp từ thiện này nọ là phải công khai hết trên phương tiện truyền thông. Đó, công khai hết cái số tiền mà đóng góp cũng như là cái chi này chi kia, công khai hết. Đó, đã có cái quy định mới rồi nha. Đó, cho nên quý vị yên tâm về vấn đề từ thiện kể từ nay trở về sau. Đó, ok. Rồi, còn vấn đề bây giờ là quay trở lại cái vấn đề mà thường ngày, cái vấn đề mà lúc nào tôi cũng nói. Đó, video clip nào tôi cũng nói, đó chính là cái vấn đề mà vì cuộc sống ấm no. Rồi, thì đây, đó, Sơn Sàm TV là lúc nào cũng bán cái sản phẩm collagen này nha mọi người. Sản phẩm collagen Sơn Sàm hàng Nhật, đàng hoàng hàng Nhật đây. Quý vị yên tâm, tại vì có một số người hỏi là tôi quảng cáo nha. Cái này là tôi không có quảng cáo cho ai hết. Đây là sản phẩm của tôi bán là 7 năm nay rồi nha. Sản phẩm của Sơn Sàm chứ không quảng cáo cho ai hết. Yên tâm về chất lượng nguồn gốc 100% hàng Nhật đàng hoàng. Rồi, cái collagen này là collagen BH. Đây, collagen BH. Rồi, các anh chị muốn biết collagen BH đó, cứ gõ lên Google là collagen BH là nó ra. Cái giá tại Nhật Bản bao nhiêu, cái giá tại Việt Nam bao nhiêu, có hết nha. Cái thương hiệu quốc tế đàng hoàng, yên tâm về chất lượng. Rồi, cái collagen là gì? Đó, cái collagen này là nó bổ sung collagen cho cái da mặt mình nha. Đó, càng lớn tuổi thì cái collagen nó càng bị bào mòn. Đó, cho nên cái này nó bổ sung collagen, nó sẽ làm cho cái da mặt mình căng nè, đó, rạng rỡ nè, trắng hồng nè, đó, tràn đầy sức sống nè, cái da mặt mình nó cải thiện nha. Đó, và đây tôi bán là 900.000 một hộp, miễn phí ship toàn quốc. 900.000 một hộp nha, free ship toàn quốc. Rồi các anh chị để ý, nếu mà uống collagen này á, đó, các chị mà uống mà đẹp lên trai nó bu, còn các anh uống lên đẹp lên gái nó bu là collagen thiệt. Đó, mà uống vô mà chủ nhợ nó bu á là collagen giả. Nhớ nha.
Rồi ok, mua ai cũng vậy, mua giùm em cảm ơn. Rồi ở đây em có cái số Zalo, cái số Zalo của em đây nha. Đó, mọi người thương tình ủng hộ thì kết bạn Zalo với em. Ở trong cái trang Zalo của em nó có nhiều sản phẩm lắm, như là collagen nè, dao nhật nè, đó. Rồi những cái sản phẩm gia dụng như máy cạo râu được các kiểu, hàng nhật hết nha. Rồi cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ. Hẹn gặp lại trong bản tin sau. Bye bye.